Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm quân và dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công đồng loạt 4 dự án thành phần, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Tìm hiểu về tình trạng sa mạc hóa và suy thoái đất ở Việt Nam và những hành động giải pháp để ứng phó với tình trạng này trong bản tin hôm nay. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm quân và dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, hòn đảo Tiền Tiêu, cách đất liền hơn 100 km. Đây là hậu cứ vững chắc cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước trên Biển Đông. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ xúc động và ấn tượng khi những năm gần đây, quân và dân trên đảo đã luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện đảo Phú Quý trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Bình Thuận. Đặc biệt, ngư dân nơi đây luôn duy trì 80 tổ tàu thuyền đoàn kết với hơn 500 chiếc để đánh bắt hải sản trên vùng biển xa, từ đó gắn kết tình quân dân trong sản xuất và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân tại cảng cá Phú Quý, Chủ tịch nước mong muốn bà con yên tâm vươn khơi bám biển, khai thác hải sản có trách nhiệm, đúng pháp luật. Tại đây, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với quân và dân được thể hiện rõ khi khu neo đậu tránh trú bão và các công trình bảo vệ đê kè chống xói lở dần được hoàn thiện, từng bước hiện đại. Các hoạt động dịch vụ, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền đáp ứng được yêu cầu của ngư dân. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng giao thông quanh đảo và vận tải biển được quan tâm đầu tư, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã tới thăm các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, bảo vệ vùng trời của Tổ quốc tại trạm radar 55 trên đảo. Tôi thấy khẩu hiệu của các đồng chí cũng rất là hay. Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp trận địa, đẹp tình quân dân. Tôi mong làm sao đó là cán bộ chiến sĩ của chúng ta luôn giữ vững cái tinh thần đó và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, đáp ứng được cái yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Thay mặt cho cán bộ chiến sĩ xin hứa với đồng chí Chủ tịch nước, cán bộ chiến sĩ đoàn kết, hiệp đồng, quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc, không để Tổ quốc bị bất ngờ trước các tình huống trên không. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu các lực lượng vũ trang trên đảo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ giao ban, canh gác, sẵn sàng chiến đấu và tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống. Thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động quân sự, quốc phòng trên đảo theo quy định. Chủ tịch nước cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng xây dựng cơ sở hậu cần nghề cá và kè chống sạt lở phía bắc đảo, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia. Ngày 17 tháng 6 tại tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công đồng loạt 4 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án trọng điểm quốc gia. Đây là tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên và có ý nghĩa rất quan trọng với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 dài hơn 188 km, tổng mức đầu tư gần 45.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng là một trong 6 tuyến cao tốc thay đổi đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp. 4 tỉnh thành có dự án đi qua là An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng được giao làm chủ đầu tư 4 dự án thành phần. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đầu tư tuyến cao tốc này là bước cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp của 4 địa phương, các bộ ngành, đơn vị liên quan và nhân dân đã ủng hộ tích cực triển khai một khối lượng công việc rất lớn trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 1 năm so với phải mất đến vài năm như thông thường để dự án được khởi công. Thủ tướng cũng đánh giá cao việc thí điểm phân cấp cho các địa phương làm chủ đầu tư các dự án giao thông và cần tiếp tục thực hiện thí điểm. Thời gian tới,
Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương, đơn vị liên quan. Trong đó, muộn nhất đến cuối năm nay, các tỉnh thành phải bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án. Chúng ta hoàn thành cái tuyến cao tốc này, thứ nhất là đúng tiến độ. Cái thứ hai là nâng cao cái chất lượng. Và cái thứ ba là không thất thoát vốn, không đội vốn. Và cái thứ tư là phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Và cái thứ năm là đảm bảo cho người dân có cái cuộc sống, rồi cái sinh kế ít nhất là bằng hoặc cao hơn cái nơi ở cũ. Đặc biệt là không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Tiếp đó đến thăm trường phổ thông dân tộc nội trú An Giang, Thủ tướng biểu dương đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của thầy trò nhà trường. Thủ tướng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của hệ thống các trường dân tộc nội trú, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ cho các địa phương có đồng bào dân tộc sinh sống. Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục tạo điều kiện tốt hơn nữa cho hoạt động của nhà trường. Các thầy cô luôn yêu thương, chăm lo cho học sinh. Còn các em hãy luôn tự tin rèn luyện cho mình cả đức, trí, chân, thiện, thể, mỹ. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng bình quân của An Giang ước đạt 6,5%, công nghiệp xây dựng ước tăng 9,5%. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao những thành tích mà tỉnh An Giang đạt được. Bên cạnh thành tựu là cơ bản, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số vấn đề tỉnh cần cố gắng hơn nữa như kết cấu hạ tầng còn hạn chế nên phải ưu tiên nguồn lực hơn nữa. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo điều hành, trong đó đề nghị An Giang tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 20 của Chính phủ về phát triển vùng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, đẩy mạnh hợp tác công tư, tăng cường phân cấp phân quyền, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính. Thủ tướng nêu rõ 12 nhiệm vụ cụ thể với An Giang, trong đó tỉnh cần tập trung cho 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, làm tốt công tác quy hoạch. Chú ý quy hoạch hai bên tuyến cao tốc vừa khởi công để thu hút đầu tư, tạo không gian phát triển mới. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường sản xuất lúa gạo, đồng thời quan tâm kết nối giao thông thủy nội địa, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn. Quan tâm ứng phó biến đổi khí hậu và sạt lở bờ sông, chú trọng bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử. Thủ tướng đề nghị An Giang tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và sinh kế cho nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và chỉ số hài lòng của người dân. Chúng ta phải coi cái công việc của người dân như là công việc của nhà mình cơ. Tôi nói nôm na như thế, không có mỹ miều gì cả. Coi cái việc của họ là việc của mình. Coi cái việc, những cái khó khăn của họ như là khó khăn của nhà mình. Và đến với người dân là phải đến với sự chân thành, tình cảm và sự chia sẻ. Chứ không phải đến với người dân là quyền lực của cơ quan công quyền ở đây. Công tác dân vận là phải tốt. Và phải thấu hiểu những cái khó khăn của họ. Phải chia sẻ với khó khăn của họ và cùng nhau giải quyết cái khó khăn của người ta. Thủ tướng cũng đề nghị An Giang chú trọng xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, đấu tranh phòng chống buôn lậu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng và phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh về phát triển kinh tế. Thưa quý vị, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng lần thứ 13 xác định. Để lãnh đạo chỉ đạo tập trung xây dựng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 19 về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành 137 nhiệm vụ lập pháp cho cả nhiệm kỳ này. Đến nay, Quốc hội đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc. Kết quả này cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động của Quốc hội để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động lập pháp. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, Nghị quyết 30, một sáng kiến lập pháp đặc biệt đã được thông qua. Quyết sách có tính lịch sử này đáp ứng yêu cầu cấp bách trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ của đại dịch COVID-19.
Quốc hội đã ban hành một cách rất nhanh chóng, kịp thời nghị quyết 30, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để chính phủ triển khai thực hiện các cái giải pháp trong cái thẩm quyền của mình. Thế và điều đó đã thể hiện được một cái sự đồng hành của Quốc hội cùng với chính phủ với một cái mục tiêu, đó là coi cái tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết trước hết. Còn tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đang diễn ra, với 21 dự án luật, nghị quyết được xem xét, cho ý kiến và thông qua, đây là kỳ họp có khối lượng lập pháp nhiều nhất và cũng kéo dài nhất của nhiệm kỳ cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa của Quốc hội, sự chủ động phối hợp với các cơ quan của chính phủ, các nội dung đã được hoàn thiện, kịp trình Quốc hội cho ý kiến. Kết quả này góp phần hoàn thành những nhiệm vụ lập pháp đề ra cho cả nhiệm kỳ. Quá trình triển khai kết luận của Bộ Chính trị cũng như là kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã được tiến hành rất là bài bản, các cơ quan của Quốc hội cùng vào cuộc để mà phối hợp với chính phủ và các bộ ngành để cùng rà soát, cùng đôn đốc. Và với một cái cách làm rất là nề nếp như vậy thì cho đến nay, mặc dù là mới chỉ có đi qua được 2 năm rưỡi của nhiệm kỳ thôi, nhưng mà trong 137 nhiệm vụ lập pháp này thì đã có tới 112 nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành. Đây là một cái kết quả rất là ấn tượng. Công tác lập pháp đã dần đi vào bài bản và có cái định hướng, có một cái kế hoạch rất là rõ ràng. Các cái phiên thảo luận liên quan các luật quan trọng thì rất là sôi nổi. Các đại biểu đóng góp rất có chất lượng, đi thẳng vào những cái vấn đề cốt lõi trong các cái dự án luật, tương đối đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Đề cao chất lượng, không chạy theo số lượng, cẩn trọng trong xem xét và thông qua các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết cũng là dấu ấn nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện công tác lập pháp của Quốc hội. Những dự án luật dù quan trọng nhưng còn nội dung chưa rõ và nhiều ý kiến khác nhau thì không nhất thiết thông qua ngay mà yêu cầu tiếp tục nghiên cứu làm rõ. Với cái tinh thần là không bắc nước sôi chờ gạo mà chủ động đồng hành, chia sẻ và đặt người dân, doanh nghiệp ở trung tâm của mọi quyết sách, Quốc hội khóa 15 đã đổi mới và đang tiếp tục đổi mới hơn nữa để hoàn thành các cái nhiệm vụ lập pháp đã đề ra, đáp ứng các kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Những kết quả đạt được trong công tác lập pháp nửa nhiệm kỳ qua chính là nền tảng góp phần vào nỗ lực chung của hệ thống chính trị nhằm vượt qua những thách thức, đẩy mạnh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế. Ngày 18 tháng 6, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khởi công xây dựng. Với chiều dài hơn 76 km, dự án có tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng này không chỉ kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương, Long An và Đồng Nai mà còn kết nối với 5 tuyến cao tốc, các trục hướng tâm và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì thế, dự án này sẽ mở ra không gian đô thị, kết nối cảng biển, logistics, cảng container và tuyến Mộc Bài Tây Ninh, tạo ra động lực mới cho phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Ngay trước thềm khởi công, thành phố Hồ Chí Minh đã lập các tổ công tác khai thác quỹ đất dọc tuyến vành đai 3, tham mưu giúp thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị, cập nhật vào quy hoạch chung thành phố đến năm 2040. Đây là cơ hội dùng đường vành đai 3 như một công cụ để tạo thành một không gian phát triển kinh tế đô thị mới, kết nối và biến ý tưởng phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành khu vực đa trung tâm như kỳ vọng. Cách thức chúng ta làm thế nào mà gọn nhất, mà hiệu quả nhất, đặc biệt là cái giá trị thặng dư từ đất nó lên nhất thì đó là một câu chuyện. Và dĩ nhiên là trong quá trình làm thì chúng ta có nhiều công cụ, chúng ta có cái luật đất đai đang sửa đổi, trong đó cũng có rất nhiều điều cho thấy là chúng ta có thể khai thác quỹ đất ven đường một cách thuận tiện hơn. Cũng theo các chuyên gia, khi đóng vai trò là mở ra một không gian phát triển kinh tế và đô thị mới, dự án Vành đai 3 sẽ trở thành cú hích phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, không chỉ trong ngắn hạn mà sẽ là trong dài hạn. Khi anh tạo ra một cái sự kết nối có tính thông suốt giữa các cái địa phương, đúng không? Nhờ việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, đúng không? Thì nó sẽ tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh để có thể thúc đẩy các cái mối quan hệ hợp tác và liên kết giữa các cái địa phương trong vùng với nhau. Chính quyền thành phố có thể thông qua các cái hình thức về PPP để phối hợp với các nhà đầu tư tư nhân để phát triển các đô thị mới này, phát triển các khu công nghiệp. Và khi mà cái giá trị thặng dư đem lại thì sẽ chia ra, mà cái phần thuộc của thành phố thì thành phố sẽ sử dụng để mà trả cái vốn mà vay để triển khai đường vành đai 3. Dự kiến sẽ có khoảng 2.000 hectare đất dọc tuyến đường vành đai 3 chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh được khai thác.
Nếu quy hoạch và khai thác được, các khu công nghiệp mới sẽ xuất hiện. Các khu dân cư mới ra đời nằm ngay giao điểm giữa vành đai 3 với các trục xuyên tâm. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội mà vành đai 3 mang lại cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là tăng sức cạnh tranh, rút ngắn thời gian phát triển vốn bị chững lại của thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua chỉ vì điểm nghẽn giao thông. Đáng chú ý trong phần tiếp theo. Tìm hiểu về tình trạng sa mạc hóa và suy thoái đất ở Việt Nam và những hành động giải pháp để ứng phó với tình trạng này trong bản tin hôm nay. Gặp gỡ một nhiếp ảnh gia, nhà quay phim người Pháp đã dành suốt 5 năm qua để khám phá Việt Nam và ghi lại những trải nghiệm của mình qua những thước phim hết sức ấn tượng. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6 là ngày quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán. Sa mạc hóa được coi là một trong những thách thức lớn nhất của biến đổi khí hậu. Với chủ đề đất đai và quyền của phụ nữ, Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm nay tập trung vào việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc sử dụng đất bền vững. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, tình trạng suy thoái đất có thể gây thiệt hại tổng cộng 23.000 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới đến năm 2050. Suy thoái đất cũng có thể làm giảm 10% năng suất cây trồng đến năm 2050. Mất đất cũng đồng nghĩa nguồn cung thực phẩm, nước sạch và đa dạng sinh học bị đe dọa. Với đặc thù địa hình và khí hậu, Việt Nam đối mặt với hiện trạng suy thoái đất đã và đang diễn ra âm thầm nhưng rất mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam có tổng diện tích đất bị thoái hóa là gần 12 triệu hecta, chiếm gần 36% diện tích đất tự nhiên của cả nước. Trong đó có hơn 1 triệu hecta bị thoái hóa nặng. Tây Bắc, Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ là 3 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thực trạng này. Và để hiểu rõ hơn về tình trạng sa mạc hóa và suy thoái đất ở Việt Nam và những hành động, giải pháp để ứng phó với tình trạng này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Hán Thị Ngân, Văn phòng Thường trực Công ước chống sa mạc hóa, Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trước tiên xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Xin bà chia sẻ thêm thực trạng và nguyên nhân nào để dẫn đến cái việc sa mạc hóa của Việt Nam. Cái việc sa mạc hóa ở Việt Nam chưa phải là vấn đề trầm trọng, mà vấn đề của Việt Nam chúng ta mới đang ở cái giai đoạn là gây suy thoái đất. Thì suy thoái đất ở Việt Nam nó có rất là nhiều dạng, xuất phát từ các yếu tố tự nhiên và các cái yếu tố của con người. Cái El Nino nó quay trở lại là một rất là nhiều người lo lắng. Nguy cơ những cái hạn hán lớn thì nó sẽ dẫn đến cái việc thiếu nước, ảnh hưởng lớn đến các cái hoạt động sản xuất lương thực ở Việt Nam cũng như là các cái sản xuất về nông nghiệp khác. Theo Liên Hợp Quốc, đến năm 2023 chúng ta cần 300 triệu hecta đất để sản xuất lương thực. Cái phần quỹ đất thì chúng ta là hữu hạn. Tuy nhiên, cái việc mà đảm bảo được cái việc sản xuất được ăn, đảm bảo ăn lương thực trong cái bối cảnh hạn hán và nắng nóng như hiện nay, điều này càng ngày trở nên khó khăn hơn. Sa mạc hóa hiện đang là thách thức toàn cầu và cần sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức cũng như là quốc gia. Vậy thì không biết là hiện nay Việt Nam thì đang có những cái hợp tác như thế nào với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực này? Với cái vấn đề sa mạc hóa thì thế giới đang rất quan tâm và cái công ước về quốc tế về chống sa mạc hóa đã được thành lập 30 năm nay. Chúng tôi cũng được đồng hành rất nhiều với những tổ chức quốc tế. Họ có những cái chương trình hỗ trợ cho bà con dân tộc miền núi ở các cái vùng Tây Bắc hay Tây Nguyên hay là những cái duyên hải miền Trung, vừa đảm bảo được cái đời sống, nâng cao cái thu nhập cho bà con, đảm bảo duy trì cái mức sinh hoạt của bà con, vừa đảm bảo giữ được cái đất, đặc biệt là với những cái vùng đất dốc dễ bị suy thoái. Ngoài các cái hợp tác của Việt Nam với quốc tế thì không biết là Việt Nam mình hiện đang thực hiện những cái biện pháp như thế nào để chống lại tình trạng sa mạc hóa ở nước ta. Thì cái giải pháp hữu hiệu nhất chính là cái giải pháp bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tăng cái độ che phủ rừng. Và ở Việt Nam thì mô hình nông lâm kết hợp là một trong những cái mô hình thành công và hiệu quả, vừa đảm bảo được sinh kế cho người dân, lại vừa hỗ trợ để đảm bảo được cái duy trì được cái độ che phủ rừng ở Việt Nam. Chúng tôi đang xây dựng cái chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là duy trì được độ che phủ rừng ở Việt Nam là 42%. Bên cạnh đó thì đến giai đoạn 2026-2030 sẽ có 20% diện tích rừng tự nhiên được nâng cấp về chất lượng. Một lần nữa xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc trò chuyện này.
Thưa quý vị, liên quan đến vụ các đối tượng dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Tua, trong đó có khu vực làm việc của công an xã, công an tỉnh Đắk Lắk đã xử lý hơn 100 trường hợp đăng tải các thông tin xấu độc liên quan đến vụ việc. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là chia sẻ lại thông tin từ các trang Facebook, TikTok của các cá nhân với mục đích tương tác trên mạng xã hội. Do đó, sau khi được giải thích, các trường hợp đã nhận ra hành vi sai phạm, tự gỡ bỏ bài đăng và viết cam kết không tái phạm. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xử phạt 3 người đăng thông tin sai về vụ việc tại Đắk Lắk, mỗi người 7,5 triệu đồng. Nghệ thuật truyền thống vốn gắn với các sân khấu trực tiếp, nhưng thời gian gần đây đã có những bước chuyển đổi số mạnh mẽ để thích hợp với thời đại 4.0. Còn nhớ trong 3 năm đại dịch COVID-19 thì chuyển đổi số trong nghệ thuật chỉ là phép thử. Nhưng đến nay, hình thức này đã được đầu tư nghiêm túc, bài bản hơn. Hành trình đó đang được các nhà hát, đơn vị nghệ thuật cùng các bạn trẻ sáng tạo, bước đầu đem lại hiệu quả đáng ghi nhận. Những chương trình trích đoạn chèo kinh điển được đăng tải rộng rãi trên các nền tảng của nhà hát chèo Việt Nam. Đồng thời, một cuộc thi hát chèo trực tuyến dành cho cộng đồng yêu chèo đã được nhà hát tổ chức thành công. Nghệ thuật chèo là của nhân dân, do nhân dân giữ. Và khi họ nghe tiếng hát chèo dần dần thấm nhuần, nó ngấm vào, thì họ sẽ đến với nhà hát chèo nhiều hơn, và đến với sân khấu chèo nhiều hơn. Chính các nghệ sĩ cũng xây dựng các trang riêng của mình trên nền tảng số, sáng tạo các nội dung gắn liền với việc quảng bá những tiết mục nghệ thuật truyền thống. Khán giả ở rất nhiều độ tuổi gửi cho em có những dòng comment từ các bạn trẻ mà là bây giờ mới được nghe chèo và cũng thấy hay ghê. Không chỉ riêng với nhà hát chèo Việt Nam, hiện nay nhiều nhà hát coi chuyển đổi số như một hoạt động thường xuyên, đầu tư bài bản như một suất diễn trọn vẹn. Một website của nhóm các bạn trẻ kết hợp với các nhà hát nghệ thuật truyền thống xây dựng nhằm tạo ra một bảo tàng trực tuyến. Với nội dung phong phú, cách trình bày đồ họa hấp dẫn, dự án mang đến những thông tin cơ bản về các loại hình sân khấu quen thuộc. Nhóm còn hỗ trợ những nghệ sĩ và các nhà hát quảng bá sự kiện biểu diễn để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với nhiều người. Em sẽ gặp mặt một nghệ sĩ hoặc là một cô chú đang là làm những công việc liên quan đến các loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Và từ những cuộc trò chuyện đấy, bọn em khai thác được những góc nhìn của họ xoay quanh cái câu chuyện làm văn hóa và lan tỏa một cái thông điệp làm văn hóa của người trẻ. Các bạn đã tạo ra cho xã hội, cho những cái giới trẻ của các bạn một cái nhận thức, một cái đầy đủ và có trách nhiệm và sự khác lạ trong cái quan điểm, cái nhìn nhận và cái thẩm thấu về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Không thể thay thế những đêm diễn trực tiếp sống động, nhưng nhờ công nghệ, những điệu chèo vở tuồng đang có một đời sống khác. Khi giới trẻ thấy gần gũi và yêu nghệ thuật dân tộc, thì văn hóa truyền thống sẽ tìm thấy vị trí vững chắc trong đời sống đương đại. Thưa quý vị, có rất nhiều nhà sáng tạo nội dung đã lựa chọn du lịch Việt Nam làm nguồn cảm hứng. Thông qua đó giới thiệu về những nét đẹp của Việt Nam với các góc nhìn đa dạng. Họ đóng vai trò như là một thuyết minh viên du lịch trực tuyến, khám phá vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực, con người và thiên nhiên Việt Nam. Và trong tiểu mục Việt Nam nơi tôi đến ngày hôm nay, hãy cùng gặp gỡ nhiếp ảnh gia, nhà quay phim người Pháp Valentin Orange, người đã dành suốt 5 năm qua để khám phá Việt Nam và ghi lại những trải nghiệm của mình qua những thước phim hết sức ấn tượng. Là một quay phim và nhiếp ảnh gia, Valentin Orange đã có cơ hội tác nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng với anh, Việt Nam mới là nguồn cảm hứng lớn nhất. Anh đã đi dọc Việt Nam để khám phá các vùng, miền, gặp gỡ những người dân địa phương và kể câu chuyện qua từng thước phim của mình. Việt Nam là một đất nước đẹp đến từng khuôn hình, đặc biệt là Hà Nội. Chỉ cần bạn bước xuống phố là có thể dễ dàng bắt gặp được những khoảnh khắc cuộc sống rất đẹp. Vì vậy, với tôi, không hề khó để ghi lại những hình ảnh đẹp của Việt Nam, bởi bản thân đất nước các bạn đã rất đẹp rồi. Không chỉ dừng lại ở những địa điểm du lịch nổi tiếng, hành trình khám phá Việt Nam của Valentin Orange còn đưa anh tới với những nơi xa xôi và hoang sơ nhất. Anh thường xuyên đồng hành cùng những giải chạy địa hình,
Và nhờ những cung đường này, anh đã có cơ hội ghi lại những thước phim mà không phải ai cũng có cơ hội được biết đến. Thông qua những video về các hoạt động thể thao khám phá, tôi có thể giới thiệu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam. Vì thông thường đây là những cung đường ở sâu trong núi và không có quá nhiều người biết đến, nên những video như thế này sẽ là một cách rất tốt để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Tôi không thể tin được là cung đường chạy lại đẹp đến như vậy. Dù khá là mệt, nhưng tôi thấy xứng đáng. Valentin Orange không phải là người nước ngoài đầu tiên làm những video giới thiệu về thiên nhiên và con người Việt Nam. Chính nhờ có những sản phẩm này, Việt Nam trở nên gần gũi hơn với bạn bè quốc tế. Sau mỗi chuyến đi, những trải nghiệm, sự khám phá của những người bạn nước ngoài đã giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Việt Nam là nguồn cảm hứng để tôi có thể sáng tạo hơn qua từng thước phim. Bất kỳ điều gì ở xung quanh tôi đều rất mới mẻ và kỳ lạ. Vì tôi đến từ một nền văn hóa khác, nên dù đã ở đây lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hết bất ngờ cả. Tôi luôn cảm thấy mình được truyền cảm hứng để sáng tạo ra nhiều những sản phẩm hấp dẫn hơn. Và câu chuyện của nhiếp ảnh gia Valentin Orange cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTV Go đang hiển thị ở trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.